Kính thưa quý thành viên trong ban chủ tọa, kính thưa quý đồng nghiệp, sau cái phiên đầu tiên chúng ta đã thấy là cái vấn đề duy trì kháng cái tập tiểu cầu kép cho bệnh nhân sau can thiệp mạch vành là một vấn đề cực kỳ quan trọng góp phần vào sự thành công của thủ thuật can thiệp mạch vành. Và cái việc mà duy trì kháng cái tập tiểu cầu kép cho bệnh nhân can thiệp sau hội chứng mạch vành cấp thì lại là một vấn đề còn quan trọng hơn nữa, tại vì đây là những cái bệnh nhân mà nguy cơ hình thành huyết khối nó cao hơn là những bệnh nhân được can thiệp chương trình. Và ở những cái bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim thì cái tỷ lệ tử vong tim mạch trong vòng 1 năm là khoảng 20%. Như vậy thì chúng ta thấy là cứ 5 bệnh nhân được can thiệp cấp cứu thành công và được xuất viện thì sẽ có một bệnh nhân tử vong trong vòng 12 tháng sau đó. Và cái biến cố tim mạch sau khi mà đã có 20% tử vong trong vòng 1 năm thì chúng ta thấy rằng dự hậu sau 5 năm nó cũng không có sáng sủa lắm. Và người ta theo cái số liệu thống kê từ Mỹ thì cứ trong năm 2015 và trung bình là mỗi năm nó khoảng 730.000 người bị nhồi máu cơ tim, và trung bình là sẽ có khoảng 1 phần 3 cái số lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp sẽ bị nhồi máu cơ tim tái phát. Và trong 5 năm thì phân nửa sẽ tử vong. Chúng ta thấy cái dự hậu của một cái bệnh nhân sau hội chứng mạch vành cấp nó nặng nề tương tự như dự hậu của một số bệnh ung thư. Việc sử dụng thuốc kháng cái tập tiểu cầu kép lâu dài sau khi mà can thiệp cấp cứu trong hội chứng mạch vành cấp là một cái nghệ thuật. Và tại vì người thầy thuốc phải cân bằng giữa cái lợi ích là chống hình thành huyết khối với cái nguy cơ là tai biến xuất huyết. Và chúng ta thấy nó có những cái yếu tố phụ thuộc vào bệnh nhân, những yếu tố làm tăng cái nguy cơ hình thành huyết khối cũng như là những cái yếu tố làm tăng cái nguy cơ tai biến xuất huyết. Và bên cạnh những cái yếu tố phụ thuộc vào bệnh nhân thì cũng có những cái yếu tố nó phụ thuộc vào cái quá trình can thiệp đặt stent, nó bao gồm ví dụ như là tổn thương nhường nhánh, những cái stent đặt quá dài hay là tổng chiều dài của các stent đặt quá dài, những cái tổn thương phức tạp như là tổn thương thân chung hay là tổn thương nhánh phân đôi, và cái việc lựa chọn loại stent để sử dụng. Thì những cái yếu tố lâm sàng phụ thuộc vào bệnh nhân để làm tăng cái nguy cơ hình thành huyết khối hay là tăng cái nguy cơ xuất huyết thì nó có những cái yếu tố nó nằm ở cả hai bên. Nó lấy ví dụ như là suy thận, tuổi tác, cái bệnh lý đi kèm là đái tháo đường, thì những cái yếu tố này nó vừa làm tăng nguy cơ xuất huyết mà cũng đồng thời nó làm tăng cái nguy cơ hình thành huyết khối. Nó thành ra cái việc mà canh một cái phác đồ điều trị cho phù hợp với một bệnh nhân cụ thể để không nghiêng về phía nguy cơ hình thành huyết khối hay là ngã về phía tăng nguy cơ biến chứng xuất huyết là cả một cái vấn đề. Và để đạt được cái lợi ích tối đa thì chúng ta cần cân nhắc dựa trên từng cái bệnh nhân cụ thể, hay là cái thuật ngữ ngày nay người ta gọi là cá thể hóa điều trị. Cần cá thể hóa điều trị cho bệnh nhân thì khi nói tới cá thể hóa điều trị, cái vấn đề đưa ra một cái phác đồ điều trị kháng huyết khối thì người thầy thuốc phải phân tầng nguy cơ xuất huyết lẫn nguy cơ hình thành huyết khối ở bệnh nhân, và dựa trên hai cái yếu tố nguy cơ là nguy cơ xuất huyết và nguy cơ hình thành huyết khối, chúng ta thấy nó có 4 phân nhóm bệnh nhân khác nhau. Đó là những bệnh nhân nguy cơ xuất huyết cao, nguy cơ huyết khối thấp hoặc là nguy cơ huyết khối cao. Và cái phân nhóm bệnh nhân nguy cơ xuất huyết thấp nhưng mà có cái nguy cơ huyết khối thấp hay là huyết khối cao, và tùy theo bệnh nhân tùy thuộc cái phân tầng nguy cơ nào có để mà lựa chọn một cái phối hợp kháng cái tập tiểu cầu kép cũng như là lựa chọn cái thời gian duy trì kháng cái tập tiểu cầu kép phù hợp mang lại lợi ích nhiều nhất cho bệnh nhân đó. Trong số các cái thuốc ức chế thụ thể P2Y12 thì ticagrelor là cái thành phần hay là cái phân tử được ưu tiên trên mỗi phân tầng nguy cơ xuất huyết khối. Và chúng ta thấy ở đây ở những bệnh nhân nguy cơ xuất huyết cao, nguy cơ huyết khối thấp hay là nguy cơ huyết khối cao thì thời gian điều trị kháng kết tập tiểu cầu kép đều được các cái tổ chức chuyên môn khuyến cáo là trong vòng 3 tháng, và sau đó thì sẽ đơn trị liệu hoặc là xuống thang điều trị, tức là chuyển từ ticagrelor sang clopidogrel. Và cái việc xuống thang điều trị chúng ta thấy nó đòi hỏi là nên làm xét nghiệm đánh giá cái đáp ứng với clopidogrel nếu được trước khi mà tiến hành cái giải pháp là xuống thang điều trị. Đối với bệnh nhân vừa có nguy cơ xuất huyết thấp vừa có nguy cơ huyết khối thấp thì cái thời gian điều trị chuẩn là điều trị kháng kết tập tiểu cầu kép trong vòng 12 tháng, rồi sau đó thì
sẽ kháng cái tập tiểu cầu kép đơn trong cái khoảng thời gian còn lại, và thường thường là aspirin được khuyến cáo điều trị suốt đời. Đối với bệnh nhân nguy cơ xuất huyết thấp nhưng mà nguy cơ huyết khối cao thì chúng ta thấy nên cân nhắc để mà kéo dài cái thời gian điều trị huyết khối kháng cái tập tiểu cầu kép. Cái câu hỏi đặt ra là vì sao ticagrelor là một cái thành viên trong cái nhóm kháng thụ thể P2Y12 được khuyến cáo xuyên suốt các phân tầng nguy cơ cũng như là trong suốt các cái khoảng thời gian điều trị thuốc kháng cái tập tiểu cầu kép. Ở đây thì chúng ta thấy ký hiệu mà hai cái dấu màu xanh lá cây thì là đã được đưa vào trong khuyến cáo một cách chính thức, và một cái dấu màu xanh lá cây có nghĩa là đã có một công trình nghiên cứu xác nhận cho cái chỉ định này, và phải cần có thêm một cái công trình nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi đa trung tâm lớn nữa để nó nằm trong cái khuyến cáo thuộc nhóm 1A của các cái tổ chức chuyên môn. Và đối với cái bệnh nhân thuộc cái phân tầng nguy cơ xuất huyết cao thì bất kể nguy cơ huyết khối là thấp hay cao thì cái thời gian điều trị kháng cái tập tiểu cầu kép chỉ là 3 tháng và sau đó là kháng cái tập tiểu cầu đơn. Đối với nguy cơ xuất huyết cao, nguy cơ huyết khối thấp thì chúng ta thấy sau 3 tháng thì đã xuống, có thể là xuống thang dựa trên cái xét nghiệm chức năng tiểu cầu, dựa trên cái xét nghiệm gen, là cái chuyện mà trên phương diện thực hành tương đối khó thực hiện trong điều kiện Việt Nam của chúng ta. Đối với bệnh nhân nguy cơ xuất huyết thấp và nguy cơ huyết khối thấp thì có thể coi đây là cái phân nhóm bệnh nhân chuẩn với cái thời gian điều trị kháng cái tập tiểu cầu kép theo các khuyến cáo là 12 tháng. Ticagrelor được lựa chọn tại vì cái hiệu quả của nó là nó giúp làm giảm 21% cái nguy cơ tử vong tim mạch khi duy trì 12 tháng so với clopidogrel. Đây là cái kết quả trong cái nghiên cứu bản lề khẳng định cái vị trí cũng như là giúp cho ticagrelor nằm trong các cái khuyến cáo là thuốc lựa chọn hàng đầu để phối hợp với lại aspirin trong điều trị cho những bệnh nhân hội chứng mạch thành cấp sau can thiệp. Cái giá phải trả hay là tỷ lệ tai biến xuất huyết thì như thế nào? Cái ưu điểm của ticagrelor so với clopidogrel đó là cái nguy cơ xuất huyết, tức là cái giá phải trả thì nó tương đương với clopidogrel, nhưng mà lợi ích mang lại trên cái việc làm giảm thiểu nguy cơ hình thành huyết khối thì nó tốt hơn là clopidogrel. Và cho dù là tỷ lệ xuất huyết theo cái quy ước của Plato, nghiên cứu Plato, hay là cái tỷ lệ xuất huyết theo cái quy ước của cái chương trình TIMI thì đều cho thấy là giữa ticagrelor và clopidogrel thì cái nguy cơ xuất huyết nặng là tương đương. Khi mình lựa chọn một cái phác đồ điều trị kháng cái tập tiểu cầu kép thì người thầy thuốc cũng giống như là bệnh nhân, giống như là đang đi dây, giữa một bên là tăng cái nguy cơ hình thành huyết khối và một bên là tăng cái nguy cơ tai biến xuất huyết. Và cái việc mà xuống thang điều trị theo cái quan điểm mới thì nó giúp giảm cái nguy cơ là bệnh nhân ngã về phía tăng cái tỷ lệ tai biến xuất huyết mà vẫn duy trì được cái ích lợi của cái việc làm giảm huyết khối. Thì cái ích lợi của cái việc xuống thang nó được chứng minh qua kết quả của một cái công trình nghiên cứu mới được công bố, đó là công trình nghiên cứu Twilight về đơn trị ticagrelor ở bệnh nhân nguy cơ cao sau can thiệp. Và trong cái công trình nghiên cứu này với cái cỡ mẫu lớn là hơn 9.000 bệnh nhân thì các bệnh nhân được phân chia thành hai nhóm, một nhóm là sử dụng ticagrelor kết hợp với aspirin và một nhóm là sử dụng ticagrelor đơn trị với thời gian theo dõi là 12 tháng và sau đó thì có thêm 3 tháng để đánh giá hiệu quả. Đây là những cái bệnh nhân có nguy cơ cao và được tiến hành can thiệp với cái đặt tối thiểu là một stent phụ thuốc. Và cái tiêu chuẩn nhận bệnh là những bệnh nhân trên 65 tuổi, những bệnh nhân đã có cái bệnh lý mạch máu được xác nhận, những bệnh nhân có đái tháo đường, những bệnh nhân có bệnh thận mạng thể hiện qua cái độ lọc quẩn cầu là dưới 60 ml một phút. Và những bệnh nhân này cũng có cái tiêu chuẩn của nguy cơ cao dựa trên cái hình ảnh học. Đó là những bệnh nhân có tổn thương nhiều nhánh mạch vành, có cái tổn thương có huyết khối, những cái tổn thương phân đôi, tổn thương thân chung nhánh trái, hoặc là những cái tổn thương mà nó bị vôi hóa nhiều. Và như vậy thì cả trên lâm sàng lẫn trên cái tiêu chí về hình ảnh học khi chụp mạch cảm quan thì những bệnh nhân này đều thỏa cái tiêu chí là bệnh nhân nguy cơ cao. Thì kết quả của công trình nghiên cứu Twilight cho thấy là trên cái tiêu chí chính là xuất huyết từ nhẹ tới nặng, tức là theo cái phân độ của Bạc là từ type 2, type 3 và type 4, thì ticagrelor đơn trị thì nó giúp giảm tỷ lệ tai biến xuất huyết là 44%. Và nếu như chỉ tính
cái tiêu chí là tai biến xuất huyết nặng, tức là tiếp 3 hoặc tiếp 4, thì nó giảm được là tới 51%. Và cái giá, cái hiệu quả về điều trị, nó giảm tỷ lệ tai biến xuất huyết là một bên, giảm nguy cơ hình thành huyết khối là cái bên còn lại, thì cho thấy là cái hiệu quả trong cái việc kiểm soát huyết khối nó tương đương với lại kháng cái tập tiểu cầu kép, nó không làm tăng cái nguy cơ tử vong, không làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hay là đột quỵ trong cái tiêu chí kép. Và như vậy thì sau 3 tháng điều trị kháng cái tập tiểu cầu kép thì ticagrelor đơn trị nó giúp giảm tỷ lệ xuất huyết rõ rệt so với nhóm kháng cái tập tiểu cầu kép mà không tăng cái nguy cơ tử vong nhồi máu cơ tim hay là đột quỵ. Đối với cái bệnh nhân thuộc cái phân nhóm là nguy cơ xuất huyết thấp nhưng mà nguy cơ hình thành huyết khối cao thì sao? Thì đối với những cái bệnh nhân này thì cái thời gian khuyến cáo điều trị kháng cái tập tiểu cầu kép là nên kéo dài hơn 12 tháng. Và dựa trên cái kết quả của cái công trình nghiên cứu gần đây thì người ta khuyến khích là có thể điều trị kháng cái tập tiểu cầu kép kéo dài hơn 30 tháng. Cái cuộc chiến sau cái cơn nhồi máu đầu tiên thì nó là một cái cuộc chiến nó kéo dài. Và cũng xin nhắc lại là cho dù nó là nhồi máu cơ tim ST trên lên, nhồi máu cơ tim ST không trên hay là cơn đau thắt ngực không ổn định, thì sau cái biến cố đầu tiên khoảng 20% bệnh nhân sẽ tử vong. Và những cái bệnh nhân mà có tiền sử nhồi máu cơ tim kèm theo nhiều cái yếu tố nguy cơ thì có cái nguy cơ tái nhồi máu gấp đôi tới gấp ba so với những bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ đi kèm hay chỉ có một yếu tố nguy cơ đi kèm. Thì yếu tố nguy cơ đi kèm ở đây là đái tháo đường, tuổi cao và tiền sử nhồi máu cơ tim. Đây là cái công trình nghiên cứu cho thấy cái việc mà sử dụng ticagrelor cái liều thấp hơn, kéo dài hơn thì nó vẫn mang lại lợi ích cho bệnh nhân. Và đó là công trình nghiên cứu Pegasus TIMI 54. Và trong cái công trình này thì đây là những cái bệnh nhân có bệnh mạch vành ổn định, đã có tiền sử nhồi máu cơ tim và có ít nhất là một yếu tố nguy cơ xuất huyết do khối vữa, do huyết khối sơ vữa. Và cái cỡ mẫu thì cũng tương đối lớn với hơn 20.000 bệnh nhân. Và bệnh nhân được phân ngẫu nhiên vô một nhóm, phân nhóm là sử dụng ticagrelor 90 mg 2 lần một ngày, một phân nhóm là sử dụng ticagrelor cái liều thấp hơn là 60 mg một ngày, và một cái phân nhóm là sử dụng chải chược. Thời gian theo dõi là tới 44 tháng, trung bình là 30 tháng. Và cái tiêu chí đánh giá hiệu quả chính đó là tử vong tim mạch, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. Đó là cái tiêu chí chống hình thành huyết khối. Và cái giá phải trả, tức là cái tiêu chí an toàn, đó là xuất huyết nặng mà đánh giá theo cái phong độ của tổ chức TIMI. Thì cái kết quả cho thấy là ticagrelor ở cái liều 90 hay là cái liều 60 mg thì đều mang lại lợi ích cho bệnh nhân so với lại là giả dược. Và cái hiệu quả nó là tương đương sau một cái thời gian theo dõi trung vị là 33 tháng. Trên cái tiêu chí an toàn thì cũng cho thấy là giữa ticagrelor 90 mg với lại ticagrelor 60 mg thì sự khác biệt nó không có ý nghĩa trên phương diện thống kê. Mặc dù là so sánh với giả dược thì cả hai cái phác đồ sử dụng ticagrelor 90 hay là 60 thì đều có tăng cái nguy cơ tai biến xuất huyết nặng theo cái cách phân độ của TIMI. Có tăng nhưng cái tỷ lệ mà tử vong do xuất huyết hay là tỷ lệ tử vong do xuất hay là tỷ lệ xuất huyết nội sọ thì chúng ta thấy sự khác biệt nó không có ý nghĩa trên phương diện thống kê so với lại. Như vậy thì mình tính cái lợi ích ròng trên các cái bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim có nhiều hơn hay là bằng hai yếu tố nguy cơ thì cho thấy là cái tỷ lệ mà tử vong tim mạch, tỷ lệ tử vong chung, tỷ lệ tử vong tim mạch, tỷ lệ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ thì nó giảm là 21%, tỷ lệ tử vong tim mạch là 34%. Và cái tiêu chí quan trọng nhất, cái mục tiêu của tất cả các cái biện pháp điều trị đó là tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, hay nói cách khác là tuổi thọ của bệnh nhân, kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân thì nó giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân là 25%. Cái điều này giải thích tại sao ticagrelor được ưu tiên trên mọi cái phân tầng nguy cơ xuất huyết lẫn huyết khối. Và Hội Tim Mạch Châu Á Thái Bình Dương trong năm 2020 cũng đã có một cái đồng thuận, đó là trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST trên lên ở châu Á thì cái thuốc kháng cái tập tiểu cầu thứ hai thì ưu tiên là ticagrelor hoặc là prasugrel và thời gian điều trị là 12 tháng. Đối với bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST không trên lên thì ticagrelor là ưu tiên hàng đầu và thời gian điều trị theo khuyến cáo cũng là 12 tháng. Thì chúng ta thấy cả trong cả hai bệnh cảnh đều có nhắc tới ticagrelor. Để kết luận thì tối ưu hóa cái phác đồ điều trị
thông qua cá thể hóa là một cái chiến lược điều trị trên từng bệnh nhân để cân bằng giữa cái nguy cơ hình thành huyết khối và nguy cơ tai biến xuất huyết. Cái đồng thuận của ESC năm 2021 về cá thể hóa điều trị thì ưu tiên ticagrelor cho bệnh nhân trên mọi phân tầng nguy cơ và trên mọi cái khoảng thời gian điều trị kháng cái tập tiểu cầu kép được khuyến cáo. Hiệp hội Tim mạch châu Á Thái Bình Dương năm 2020 cũng đồng thuận khuyến cáo ticagrelor là lựa chọn đầu tiên cho những bệnh nhân có nhồi máu cơ tim ST trên lên, nhồi máu cơ tim ST không trên lên và cái thời gian điều trị là nên kéo dài 12 tháng. Cái xu hướng xuống thang mới gần đây để giảm nguy cơ xuất huyết và không tăng nguy cơ huyết khối đó là đơn trị ticagrelor sau 3 tháng kháng cái tập tiểu cầu kép trên bệnh nhân nguy cơ cao sau can thiệp. Xin cảm ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp.